Vâng, khả năng là bờ thì do sóng này em kiểm tra này. Ôi, hôm nay có hai vạch sóng rồi bác ạ. Sóng hôm nay nó hơi yếu. Vì các bác nhìn quanh trời nó mù lắm. Đây có lợn đỏ nhá, chó đỏ, lợn đỏ luôn. Đây các bác nhìn này, khung cảnh trời này. Đấy, nhiều mây cho nên là sóng nó yếu. Đấy. À, lợn bản này một con khoảng bao nhiêu tiền? Để em hỏi giá thử một con xem. Bác ơi, con đỏ này con đực hay cái? Con cái à? Cái hay con này con cái. Ờ, thế nó khoảng bao nhiêu cân rồi chị? 13. Con này 13. 14. À, con này 14. Thế con này bao tiền, con này bao tiền? Con này 2 triệu, con này 3 triệu. À, con này 1,2 triệu, con này 3 triệu. Vâng, như vậy 13, 14 thì nó cũng... Con này là mông đấy, con này mình ăn ngon. Tôm mú nó gần 1 triệu 2, 1 triệu 3 một cân, một con. Con này 12, con này 14 này. 13, 14 này. Bây giờ đến gần Tết bắt đầu mới mua nhiều. Đấy, hai con đỏ là có. Nó có ai mua đâu. Hai con cái. Để em hỏi giá xem đã. Đấy, bác nào muốn mua thì mới bắt. Không, em bảo đến gần Tết mới mua, tầm này chưa mua đâu, gần Tết thì mua gửi cho mọi người thôi. Tầm này sớm quá về dưới xuôi người ta không có chút nuôi. Mua đi. Gần Tết. Đây là lợn đỏ nha các bác nhé. Đỏ này. Đấy, giống dòng này này. Giống này thì nó đang ăn cám. Cái lồng nó khá là dài luôn. Đấy, lợn đỏ luôn này. Đấy. Lợn đỏ nó cũng rẻ thôi. Chỉ có chó đỏ nó mới đắt các bác ạ. Lợn đỏ không đắt. Đây như những con này mông tròn này. Đấy, lưng. Đấy, con trong kia này. Con trong kia cũng lông dài đẹp. Cái dòng lợn này nó lợn gọi là bây giờ nó phối nhiều với cái dòng lợn rừng ấy các bạn, nên là nó gần nhiều lợn rừng. Đây có hai em chó sủ này. Ô, con này cắn nhau mà sức hết mắt rồi này. Cắn nhau sức hết mắt. Đây là em sủ đen này. Có em sủ đen ngực trắng. Yeah. Ô, cứ cầm lấy. Không à, để tạm cạnh đống củi này được nhé. À, bạn này đốm đầu lưỡi. Bạn này dính đực này. Đấy, sù đen dính đực. Em sẽ về nhà nhá. Nếu mà em quên thì anh cứ sẽ về. Bạn này có tí trắng ngực, dính đực, lồng rất mượt luôn, đốm lưỡi, đốm lưỡi, đốm lưỡi. Bao nhiêu cân? 2 cân. À. Đây bạn chuyên cộng tác viên này, bạn ấy đi chợ mua đồ các cái, sắm đồ gửi đồ cho các bác ở dưới xuôi, cho nên là đi loanh quanh tí giờ mới ra. Đấy. Chị ơi, thế... con này của chị à? Nó, chị ơi, bao tiền con này đây? Bao nhiêu tiền con này chị? Ô, anh bảo là 1 triệu, anh 1 triệu à? Thế mình bảo bao nhiêu? Anh bảo 1 triệu, anh bảo là 800, 900. À, anh bảo 1 triệu, mình bảo là 800 thôi đúng không? 1 triệu các bác nhá. Lưỡi đốm này, em đực này. Em này chưa dáng được ấy, không cho. Này, thi thoảng nịnh các cô tí lại bán ngay. Gốc đuôi to, đuôi khóa trái, lông sủ lắm này, đuôi và này đuôi khóa trái, đốm lưỡi đuôi khóa trái này. Và này cũng khá là được luôn các bác ạ. Để trạng tầm 2 cân à, hơn 2 cân. Hơn 2 cân rồi, đấy. Đuôi được. Thì đa số họ bán rẻ thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ tí, nó không được gọi là chưa đạt được từ 3 cân trở lên. Nhiều con 3 cân trở lên hay 4 cân thì nó cũng phải hơi dòng hơi mông cọc thì to tầm này nó tầm được 3 cân. Rồi. Vì sù thì lông nó dài các bác ạ, nhìn người nó bé. À.